Xin chào các bạn. Một trong những thông tin đáng chú ý trong những ngày qua đó là việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thăm Việt Nam với chương trình nghị sự trong 2 ngày. Việc Ngoại trưởng Nga hay bất kỳ quan chức cấp cao nào của Nga, dù đó có là Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam, vốn không phải là điểm đáng chú ý vì nó đã diễn ra rất nhiều lần và là một thông lệ ngoại giao bình thường. Bởi Nga, Việt Nam có mối quan hệ truyền thống. Điểm đáng chú ý chính là Nga đang trong thời điểm quyết định với chiến sự tại Ukraine, cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam với Nga. Đầu tiên, chuyến thăm này khả năng được thực hiện một cách thức thời trong chuyến công du tham dự hội nghị G20 tại Indonesia. Bởi theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tối 4 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov sẽ tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày. Và 2 ngày đó lại chính là 5, 6 tháng 7, ngay sau đó. Thứ hai, chuyến thăm được cả Việt Nam và Nga mô tả là hoạt động để kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là mối quan hệ ngoại giao cấp cao nhất, chặt chẽ nhất của Việt Nam với một quốc gia trên thế giới. Việt Nam chỉ có 3 đối tác chiến lược toàn diện, trong khi có tới 17 đối tác chiến lược, 13 đối tác toàn diện và quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia trong tổng số gần 200 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. 3 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, ngoài Nga, có Ấn Độ và Trung Quốc. Đối tác chiến lược toàn diện, tức là hai bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược. Như vậy, rõ ràng chuyến thăm của Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhân dịp 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện chính là sự khẳng định và củng cố thêm quan hệ với Việt Nam, một người bạn truyền thống Nga không thể mất. Nhất là trong bối cảnh Nga đang bị Mỹ và các nước phương Tây cô lập, trong khi Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới về cả kinh tế lẫn vị thế chính trị và đang được Mỹ ra sức lôi kéo. Trong chương trình tại Việt Nam, Ngoại trưởng Nga đã có các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam, bao gồm cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga cũng đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là những hoạt động rất đáng chú ý bởi các nguyên thủ, lãnh đạo Nga luôn thực hiện việc này khi đến Việt Nam. Và ngoài Nga, không có nhiều quốc gia làm như vậy. Điều này khẳng định với Việt Nam, Nga luôn đề cao mối quan hệ truyền thống. Đây cũng là điểm mạnh nhất trong quan hệ ngoại giao của Nga với Việt Nam. Năm 2023 tới đây cũng sẽ đánh dấu 100 năm ngày Bác Hồ đến Nga trong hành trình tìm đường cứu nước. Trong khi đó, về lĩnh vực quân sự, Việt Nam có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với Nga. Nga cũng là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 của Nga trên toàn thế giới. Về kinh tế, Nga cũng đang đẩy mạnh hợp tác. Năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,85 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2019. Trong năm 2021, kim ngạch hàng hóa tường hỗ tăng lên 7,1 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm 2020. Một bước tăng trưởng thần kỳ. Tại Việt Nam, Nga có 151 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 950 triệu USD. Trong số đó có các dự án rất quan trọng và chỉ có Nga mới được Việt Nam chấp thuận. Đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng với các giàn khoan dầu khí trên Biển Đông, nơi vừa đem lại lợi ích kinh tế vừa giúp bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vậy Nga có muốn lôi kéo Việt Nam ủng hộ Nga để đối chọi lại Mỹ với phương Tây hay không? Chúng ta cùng đọc lại lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi trả lời báo chí. Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế, bao gồm cả tình hình do chính sách của phương Tây gây ra. Chúng ta đang nói về mối đe dọa trên lãnh thổ Ukraine, chính sách phát sinh mới của chế độ ở Kiev. Đây là chính sách không thân thiện với Nga. Phía Nga đã lắng nghe chính sách khách quan cân bằng của Việt Nam, theo Sputnik News. Như vậy, rõ ràng Nga tôn trọng chính sách cân bằng của Việt Nam và chỉ cần Việt Nam cân bằng cũng đã là thành công với Nga. Khi đó, Nga sẽ vẫn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam. Sau đó, chắc chắn là việc tăng cường hợp tác với Việt Nam. Bởi trên thực tế, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, quan hệ Nga-Việt Nam đã phát triển chậm đi đáng kể. Nhưng giờ đây, với tình hình của Nga cùng sự phát triển ngày càng lớn của Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một đối tác lớn về cả kinh tế lẫn chính trị với Nga. Đúng theo lời nhà Việt Nam học người Nga Grigory Loksin, Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Nga
giống như một điểm tựa cho mối quan hệ ổn định của toàn nước Nga nói chung và khu vực Viễn Đông nói riêng với Đông Nam Á. Việc có quan hệ tốt với Việt Nam phần nào cũng sẽ giúp Nga nắn gần cả Trung Quốc, một đồng minh lợi ích với Nga. Bởi dù có nhiều lợi ích chung, nhưng Nga và Trung Quốc vẫn có những bất đồng âm ỉ, nhất là tại Trung Á, Viễn Đông. Và không ngẫu nhiên, ngoài Việt Nam, trong chuyến công du tham dự hội nghị G20 này, Ngoại trưởng Nga cũng tranh thủ tới thăm Mông Cổ, một đất nước cũng có quan hệ truyền thống với Nga và cũng có vị trí chiến lược với Trung Quốc. Về Việt Nam, rõ ràng chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga trong lúc này càng khẳng định vị thế của Việt Nam và chắc chắn Mỹ sẽ không thể làm ngơ với Việt Nam. Nhưng lần này sẽ không phải bao vây, cấm vận hay thù địch như trước nữa, mà sẽ là tăng cường hợp tác, kể cả khả năng hợp tác quân sự với Việt Nam. Ngày nay, Mỹ cũng đã trở thành đối tác toàn diện của Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đón xem những diễn biến tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga đến Việt Nam? Hãy cho chúng mình được biết ở bên dưới phần bình luận nhé! Nếu cảm thấy thông tin ngày hôm nay thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!